Thì Hương nghĩ cái gì cũng vậy, đẹp ở đây là mình phải làm sao có, thứ nhất là đẹp đúng nơi, đúng chỗ, đúng cái văn minh. Chẳng hạn không thể nào bạn vô chùa mà bạn mặc nguyên cái đầm sa rê, mà không thể nào bạn đi đến cái event mà bạn mặc cái bộ đồ lam, thì Hương nghĩ nó sai, đúng không? Cho nên cái gì, cái đẹp ở đây là phải có một sự văn minh, có một sự ý thức và một cái văn hóa nhất định của một con người sống giữa một cái xã hội tiến bộ. Scandal, nếu như không có scandal thì chắc chắn các bạn cũng sẽ bao giờ cũng thấy một cô hậu vẫn còn đang trên ngai vàng rất là lung linh, lấp lánh. Xin lỗi, không cần ngày xưa, không cần thời PA ekip Facebook, các bạn cũng đã từng biết đến một hoa hậu Diễm Hương khắp trên mặt báo, sự kiện nào cũng có, ngày này mai nọ đều ở khắp nơi trên thế giới đều có cả. Và nếu như không có scandal thì chả bao giờ tôi nói rằng một cái câu rằng bạn rằng tôi chấp nhận đi xe ôm. Hoặc nếu không có scandal thì tôi sẽ không bao giờ nói rằng khán giả quan trọng đến nhường nào với một người nghệ sĩ. Trải qua mọi thứ, tôi nhìn nhận khán giả là người nuôi sống nghệ sĩ. Khán giả cần yêu thương người nghệ sĩ hơn để chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi được các bạn yêu mến, dù chúng tôi có sai lầm để chúng tôi sửa chữa tốt hơn. Và trải qua scandal thì tôi mới biết được rằng cái gì mà đánh đổi cũng phải có giá rất là đắt. Cái chữ hiếu trong cái giáo dục Việt Nam luôn được đề cao. Thì Hương nghĩ rằng để xảy ra bất cứ câu chuyện gì, Hương luôn là người có lỗi. Cho nên Hương luôn là người biết mình phải cố gắng hơn rất nhiều để cho cha mẹ mình vui lòng. Còn cái vai trò của mẹ Hương phải nói rất là vĩ đại, ảnh hưởng không chỉ riêng Hương mà bây giờ ảnh hưởng đến cả giáo dục con trai Hương nữa. Bởi vì Hương giáo dục exactly là mẹ Hương đã dạy con Hương, dạy Hương như thế nào thì con Hương cũng sẽ được giáo dục nền tảng như vậy. Bởi vì Hương thấy nếu như mẹ Hương không khắt khe đến với Hương như vậy thì có lẽ giờ này Hương đã không mạnh mẽ ngồi đây để nói chuyện với các bạn. Bởi vì những gì tôi trải qua, có khi tôi nghĩ rằng chết nó còn nhẹ nhàng hơn là sống. Và cái chết nó nhẹ nhàng hơn cái việc là nếu không chết được thì phải sống, và sống cho đàng hoàng để cho ba mẹ mình nghĩ rằng mình đã tôn trọng ba mẹ mình thế nào để sống một cuộc sống đàng hoàng như con người ta.